Ồ. Cái cầu, mấy cây cầu ở đây là bông không như vậy đó. Không, dài qua bên kia bông. Nhà hàng. Người ta ngồi dưới đó do cặp dòng sông dạo. Ngồi dạo vậy thôi, cho mát vậy thôi. Vậy vậy đây là tối là đông vậy đó. Vui ha. Elena đi coi chiếu đèn nha. Elena dẫn anh Danny với dì Long đi coi chiếu đèn nhà thờ. Đó. Cổ nè. Elena. Elena. Xa chút quay nó đẹp hơn. Mình ngồi gần quá quay nó mới đẹp. Xa chút mình thấy nó được rõ hơn. Kìa coi kìa nè, thấy nó đây nè kìa. Màu đỏ đẹp quá kìa nè. Đẹp
coi kìa nó đẹp kìa. Noel không? Mình ngồi gần quá quay không được đẹp không? Bữa nãy mình đứng xa xa giữa giữa quay đẹp. Đứng xa nè. Đẹp không? Wow. Nào thấy đẹp không? Cái bông kìa. Ờ cái bông đúng rồi, nó nói trúng cái bông. Cái bông cho mẹ. Ừ, mẹ biết rồi cái bông. Vậy đó, cái bông đẹp kìa. Người ta coi từ đầu về xong người ta đi, giờ mình ngồi coi từ đầu nè. Giờ này là 10 giờ đêm.
Ina đi đâu vậy Ina? Ina đi đâu vậy? Đi Ina đi coi chiếu đèn nhà thờ. Đẹp, Ina thấy đẹp không? Ina thấy đẹp không? Đẹp không? Nè, xây đây nè. Chào. Chào. Má muốn xây luôn. Ben mi yapıyorum?